Chúa lại ra tay sát phạt và dùng kết quả thi hành án phạt
Bởi phẩm đã cho và thương bạn ở trên trời này sẽ chấp hành đã thấy với họ vừa bị xét phạt thì hàng đôi dương của Chúa đi xuống đọc này và các đôi dương bảo họ đó là thần hoàn của Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu chứ không phải là Thiên Chúa dân tư nữa. Và khi Thiên Chúa thay đổi họ vẫn nhắc lại những câu chuyện ngày xưa
lịch sử, dân chủ ở đất nước và thậm chí trong hành trình để tiến bộ của người chúng ta cũng không kém được những bạn trẻ. Và đó là rất quan trọng để chúng ta trong những ngày đến tâm linh chúng ta có thể nhìn được con người của mình rõ hơn và có thể có tận hơn nữa nào là dân được tuyển chọn cùng chọn chất từ bộ này đến bộ khác lại còn nằm trên những tổ như là bộ tháp hai tổ hạt và phương tiện truyền thông như là hình ảnh sách báo truyền hình truyền thanh cũng là vậy. Đối với những tổ là người ta còn công khai phạm công con ta là coi đời sau thử cho công nhân là chịu hợp đen hợp thể đạo đôi thì mình người cổ có các thức sâu đồng giới đôi cá nhân mỗi người cũng có tổ con có bầy nhưng bà cả thầy tre tội phạm đến chúa của con tội phạm đến cha mẹ mình có tội phạm đến thai nhân có tội phạm trong tư tưởng trong đời đó cũng là mình có và tội phạm đến người là đời cũng có thứ bằng chất người nhiều lắm. Ông bà đã nói rằng ở sẵn cho người mọi người nếu ở đất thì người người ở hẹp thì người trên cao thì trên cổng thấp thì trên đùm trên ghép không thể nào mà vừa lòng người được nếu mà bố con người con thì lại lên trên lại sương sống với nhau với không đôi phần sương mà đó chúng ta không thể làm gì cho người ta thỏa mãn được bởi vì ai cũng muốn mình hơn người vì thế con người thường có hai trạng thái để con người chúng ta nhớ có hai cái trạng thái để hơn người. Trạng thái thứ nhất đó là chúng ta phải tự mình học hỏi, tự mình vươn lên, rồi tự mình tiến thân, điều đó rất hoàn thiện bằng tất cả tài năng tài trí của mình. Rồi cách thứ hai là nếu không vừa học được thì chúng ta cầm cổ người đó kéo không, ăn không được ăn được. Để làm gì? Để ta được đi lên các này thì hiệu quả chỉ hẹp không có mức độ và chúng ta thấy nó đang là diễn ra sẽ nhanh nhạc trong xã hội tuy thế người của chúng ta lớn lên trong môi trường toàn là các tỉnh và phân muốn cho anh hơn mình và điều này các người ngày nay là thiên mà đã coi như là điều phải xảy ra trong cuộc sống không chỉ có thiếu cho nên chúng ta phải trẻ thì được đỡ thì bị xét đánh thì chúng ta đã không có chúng ta đã trẻ thang nhau thậm chí những điều này nó xảy ra ngay trong cuộc sống của gia đình nào là đường đang tốt đẹp rồi chồng chửi vợ vợ chửi chồng con gái nói hạnh nói xấu ông bà cha mẹ rồi vợ chồng cứ chung thủy với nhau nhiều lắm cứ vào cái thẻ treo nó như chúng ta hiểu nhiều để trong này trên tâm này trong một chiếc mà thì chú cũng cười ngó và cũng vui câu và đang nói sống sắc chúc mừng nhau làm việc và chính điều này đã làm cho chúng ta phải trở nên tốt lệ các chung và đạt mất thực sự tâm tương đồng và đồng thời cản trở các chúa sẽ xu trên thiên đàng vâng thưa và thưa chị em thì chúa là đấng nhân từ hay thương xót nhưng mà
để được thêm sót những cái từ mà Chúa thực hiện thì điều trước hết chúng ta phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình rồi thành tâm sám hối với tâm lòng chùa để trở về với môi trường sống của mình, với môi trường gia đình, với môi trường làm việc, môi trường cuộc sống, chúng ta sẽ có đời sống tích cực hơn, yêu thương hơn. Để rồi đó Chúa sẽ tu bổ và ban ơn và Ngài sẵn sàng cho chúng ta. Chỉ khi được Thiên Chúa sắp hương tha thứ thì Đấng Cứu Độ mới đến với chúng ta. Nếu không nhận công đó, công vẫn là công và người ta sẽ không tìm đến thầy thiên liêng và như vậy có một ngày tiếp tục hết công chúng. Xin Chúa chúc lành cho cô gái để chúng ta quyết tâm chờ.